Hello, xin chào tất cả các bác và anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Audio ngày hôm nay nhé. Thì ngày hôm nay bên cửa hàng em sẽ lên bán những chiếc bát rời với cái giá thanh lý rẻ chưa từng có trên thị trường nha các bác nhé. Đặc biệt là trên thị trường YouTube hiện nay, những anh em khác đang bán với cái giá cực kỳ là cao. Nhưng mà trong chiếc video này thì bên em sẽ bán cho tất cả các bác và anh chị em với cái giá thanh lý thôi. Với những chiếc bát có kiểu dáng thiết kế cực kỳ độc, cực kỳ lạ và kèm theo đó là cũng không kém phần chất lượng và sang trọng nha các bác nhá. Thì để mở đầu video rất là mong được sự ủng hộ của các bác và anh chị em đi qua cho bên cửa hàng em Tuấn Audio xin một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ cho bên cửa hàng em Tuấn Audio. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Trước mắt các bác đây là bên cửa hàng em đã bỏ ra 3 mẫu bát loa rời với những kiểu dáng thiết kế cực kỳ là độc, cực kỳ là lạ cho những anh em chơi âm thanh đam mê và có cái thẩm mỹ cực kỳ là cao nhé các bác nhá. Đầu tiên sẽ giới thiệu cho các bác và anh chị em luôn một chiếc bát loa có thiết kế là từ neo. Đấy, một chiếc bát neo này 30 này. Đấy, một cặp như này thì bên cửa hàng em Tuấn Audio ngày hôm nay sẽ bán cho các bác và anh chị em với cái giá chỉ có 2.500.000 một cặp bát neo 30 các bác nhá. Một cặp bát neo bát 30 này. Đấy. Giá chỉ có 2.500.000 thôi. Và với những kiểu dáng thiết kế như là khung xương làm từ gang và thiết kế theo hình dạng chân nhện. Đấy, các bác có thể xem này. Đấy, thiết kế theo hình dạng chân nhện. Các bác nhìn giống con nhện đúng không? Quả từ neo này. Đấy, giống như là cái đầu con nhện này. Bên dưới thì rất là giống những cái chân nhện đang đua ra bên ngoài. Cho chúng ta một cái cảm giác nhìn rất là độc và lạ. Nhìn rất là thích mắt nhé. Và cái dòng này thì bát neo 30 này thì được trang bị những côn là côn 76. Và phần bát loa thì được trang bị thêm như là gân vải, được tẩm thêm một lớp dầu. Kèm theo đó là đây, hai đường gân rất là to các bác nhé. Hai đường gân này. Tiếng các bác nghe tiếng nhá. Đấy, tiếng rất là mềm luôn. Riêng những cái dòng bát neo cho chúng ta một cái trải nghiệm tiếng cực kỳ là chất lượng, cực kỳ là thoải mái các bác nhá. Tiếng rất là hay. Và các bác chỉ phải bỏ với cái giá tiền là 2.500.000 thôi đã có thể sở hữu được một cặp bát neo bi. Neo bi rời các bác nhá. Thiết kế hình dáng chân nhện cực kỳ là độc, cực kỳ là lạ này. Rồi bỏ qua chiếc bát neo, chúng ta sẽ đến với một chiếc bát đấy, hoa văn. Một chiếc bát hoa văn nha các bác nhá. Một chiếc bát hoa văn này, các bác có thể nhìn thấy. Đây em sẽ để đây các bác nhìn rõ hơn. Đây các bác có thể nhìn thấy này, đường hoa văn này. Đây quay gần hơn cho anh em, các bác thấy. Các bác nhìn thấy chưa? Bát hoa văn này. Đấy, được trang bị là từ 190 và con này được trang bị côn, những quả côn là côn 75 thôi nhé các bác nhá. Côn 75 nhưng mà bù lại đó là được thêm những hoa văn. Đấy. Được trang bị thêm những kiểu dáng khác hoa văn cực kỳ là độc và lạ này. Đấy, về phần khung xương thì dòng này cũng được trang bị là khung xương làm bằng gang. Nhưng đã được chẻ đôi ra ở giữa tạo ra nên một cái thiết kế khung xương khá là hài hòa cho chiếc loa của mình. Khung xương đua ra chẻ đôi này. Đấy, nhìn rất là thon. Ở đằng giữa thì giống như là đang bo vào nhưng mà cái phần xương gang ở dưới thì lại được đua lên tạo nên một cái kiểu dáng thiết kế giống như cây cầu ấy, rất là chắc chắn cho chúng ta trải nghiệm âm thanh cực kỳ là hay. Và các bác muốn sở hữu một cặp bát hoa văn thì chỉ phải bỏ ra 1.700.000 thôi nhá các bác nhá. 1.700.000 này các bác đã có thể sở hữu được một cặp chứ không phải là một chiếc các bác nhá. Một cặp này, một chiếc này, một cặp là hai chiếc bát như thế này nhé các bác nhá. Chỉ với 1.700.000 thôi các bác đã có thể sở hữu được một em bát rời hoa văn côn 75 từ 190 được chưa ạ. Có thêm những chiếc nỗ này, nỗ rất là đẹp. Đấy, được trang bị thêm những chiếc nỗ khá là bắt mắt. Rồi tiếp theo là đến với sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay trong video là một chiếc bát loa thương hiệu của GT Party House. GT Party House nha các bác nhá. Được trang bị từ 190, côn là côn 76. Đằng sau đít có thêm những cái
lỗ thoát hơi bát này, cực kỳ là độc và lạ này. Đó. Khá là hay, đường bo viền cực kỳ là mềm, rất là tròn để anh em tạo nên cái cảm giác tiếng, không phải cảm giác tiếng mà tạo nên cái cảm giác từ cái khung nhìn đã thấy đẹp mắt rồi. Nó rất là gọn gàng, nó không bị lồi lên, không bị lõm xuống hay nó phình ra. Và cái kiểu dáng này thì chỉ có Party House mới có các bác nhá. Và khung xương thì con này thì độc lạ hơn ở cái chỗ là đã được phần xương gang, cái những chỗ ốc, những cái chỗ mà các bác bắt vít này, đấy, được nhô ra như là hình kim tự tháp. Đấy, nhô ra để tạo thêm phần chắc chắn cho chiếc bát loa khi mà các bác bắt những chiếc vít của loa vào. Và khung xương thì cũng được làm chẻ đôi ra tạo một kiểu dáng khá là hay. Nhưng mà dòng này thì lại bo mềm hơn so với dòng hoa văn. Mỗi loại một kiểu dáng khác nhau. Dòng này cho chúng ta một cái khung xương tạo cảm giác chắc chắn và mềm mại hơn so với một chiếc bát hoa văn. Hoa văn thì bên dưới lại được đua ra thêm bên phần bên dưới xương này. Đấy, các bác xem rồi. Nhưng cái dòng Party House này thì cho chúng ta một cái cảm giác rất là mềm. Mềm, cong là cong luôn. Đấy. Và phần về phần bát thì cũng được làm từ bát gân vải tẩm dầu các bác nhá. Gân vải tẩm dầu, phôi thì được làm lồi lên. Dòng này thì tiếng cũng khá là ok. Tiếng rất là ok nha các bác nhá. Rất là hay. Em cũng đã lên video test cho các bác và anh chị em rồi. Nếu mà các bác nào đang tò mò thì có thể kéo xuống, hoặc là đợi đến cuối video sẽ có những phần link để anh em cũng như là các bác nhấn vào để xem tiếp phần test âm thanh của những chiếc bát loa rời như thế này nha các bác nhá. Và chỉ với 1.700.000 một cặp thôi, các bác đã có thể sở hữu được một em Party House đấy, từ 190 côn 76 các bác nhá. Chỉ có 1.700.000 thôi sở hữu được một cặp bát rồi. Đó, rất là hay phải không ạ? Và bên em cũng xin được kết thúc video tại đây. Nếu mà các bác nào đang muốn cũng như là quan tâm đến những dòng sản phẩm bát rời thì có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em Tuấn Audio 0974 251 246. Em sẽ hỗ trợ cũng như tư vấn cho tất cả các bác mua hàng sao cho nó hợp lý nhất nha các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi cái video này của em Tuấn Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo lần sau của bên em.